Vâng, chào mừng quý vị và các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cốc Cốc Audio chúng em. Vâng, những cái đô loa JBL ST200 này thì bên em đã có những cái review rất là kỹ và review rất là cận cảnh cho quý vị và các bạn và các bác cùng nghe rồi. Hôm nay thì em sẽ cho quý vị và các bác cùng nghe lại cái chất âm của nó và khi dàn âm thanh của chúng ta có những cái đôi loa siêu chép JBL này và khi nó không có những đôi loa siêu chép JBL này thì cái tiếng của nó sẽ như thế nào. Và dòng sản phẩm này bên em đang bán với cái giá là 2.200.000 đồng đã bao gồm phí vận chuyển. 2.200.000 đồng đã bao gồm phí vận chuyển. Và đôi loa siêu chép này nó là 400W và trở kháng của nó là 8 ohm. 400W và 8 ohm. Không những các bác mua về các bác được sử dụng trong gia đình chúng ta nâng tầm giá trị của dàn âm thanh lên, mà chúng ta còn có thể vừa trưng bày, chúng ta có thể trưng bày nó, bởi vì nó là một trong những cái sản phẩm nó rất là độc lạ và nó rất là hay. Tiếng chép của nó rất là tí tách và rất là hay, rất là trong trẻo luôn, nhưng mà nó không khiến cho chúng ta bị cảm giác chói tai và chúng ta nghe nhạc lâu, chúng ta nghe nhạc to, nó không bị như những cái tiếng ve nó kêu ở trong tai của chúng ta. Nghe nó rất là sướng. Và những cái dòng loa siêu chép này thì nó có thể ghép được với rất là nhiều dòng loa. Nó không kém bất kỳ sản phẩm gì cả. Và những đôi loa siêu chép này chúng ta có thể đánh từ cục đẩy công suất và từ âm ly ra luôn, chứ chúng ta không phải là qua một cái thiết bị chống cháy nào nữa. Đấy. Vâng, bây giờ em sẽ rút dây ra nhé. Em sẽ rút dây của đôi loa siêu chép này ra. Đó, bây giờ em sẽ rút ra. Và em sẽ kẹp điện thoại lên. Em kẹp điện thoại lên và em sẽ kính mời các bác cùng nghe một cái đoạn nhạc mà chưa có những đôi loa siêu chép này nó đánh ra. Và em sẽ cho cái mức âm lượng nó cũng vẫn như vậy. Và em sẽ cho cái đôi loa siêu chép này nó đánh ra. Thì các bác hãy cùng nghe và cùng cảm nhận nhé. Bây giờ là chưa có siêu chép. Bây giờ là chưa có siêu chép nhé. Em mở lên này. Âm lượng em sẽ để như nhau nhé. Trong lễ hợp buồn nào ai biết.
Dạ vâng, vừa rồi thì em đã bỏ những đôi loa siêu chép này ra và em cắm vào và em bỏ ra thì các bác có thể nghe thấy những cái tiếng của nó rất là rõ ràng. Có đúng không ạ? Cái tiếng của nó rất là rõ ràng và khi chúng ta cắm đôi loa siêu chép này vào thì cái cung bậc âm thanh nó cao, nó rất là cao và chúng ta nghe nó rất là hay, rất là mềm mại và rất là uyển chuyển. Còn khi chúng ta tháo ra rồi thì chúng ta cảm nhận được là những cái âm chép của nó đã bị kéo xuống rất là sâu và chúng ta nghe nhạc chúng ta cảm giác là nó nặng nề và nó hơi mệt mỏi một chút xíu. Và đô la siêu chép này em cũng vừa báo giá rồi, nó có giá là 2.200.000 đồng đã bao gồm phí vận chuyển. Bác nào muốn sở hữu đôi loa siêu chép này thì các bác hãy nhanh tay gọi điện về số điện thoại đang hiển thị lên trên màn hình. Bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho quý vị và các bác. Bác nào mà chưa quên chưa ấn đăng ký kênh và quên chưa ấn chuông thì các bác hãy nhanh tay ấn đăng ký kênh và ấn chuông để nhận những cái video và những cái thông báo mới nhất từ bên Cốc Cốc Audio chúng em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác.